Dạ, chào chị các bạn. Hôm nay ngày cuối tuần, ngày thứ bảy chị các bạn, cũng là ngày 22 âm lịch của tháng Chạp của năm Mậu Tuất. Chuẩn bị ngày mai là ngày 23 tháng Chạp của năm Mậu Tuất, chuẩn bị ngày ông Táo về trời chị các bạn. Chỗ này Diêm đang có mặt ở thành phố biển Vũng Tàu, cũng đang ngắm buổi hoàng hôn. Khu vực nhìn xa xa có các chiếc tàu thuyền đang đi ngoài khơi, gần bờ có những cái chiếc ghe họ đang đi. Bây giờ Diêm sẽ đi dọc con đường Hạ Long để đi ra khu vực cờ bãi trước và hướng về khu vực cờ bãi Dâu trong buổi chiều nay. Thì buổi chiều hoàng hôn và cuối tuần mời chị các bạn ta cùng đi dạo phố biển Vũng Tàu một vòng cùng với Diêm để ngắm cung đường ven biển thân thuộc thôi. Đây là cung đường thân quen, cung đường dạo mát, có rất nhiều du khách đến Vũng Tàu ở đây chị các bạn. Đây ông mặt trời giờ này ông chuẩn bị đi ngủ. Rất nhiều người mẫu giờ này đang xuất hiện để chụp ảnh lưu niệm, chụp ảnh có những bức ảnh đẹp. Có rất nhiều các cái paparazzi, là photographer giờ này đang đi săn ảnh. Ở đây chị các bạn thì Diêm đi tiếp cái cung đường này, đường Hạ Long để đi về khu vực ở bãi trước và đi qua khu vực ở cái hẻo Rù Rì á, cái bến Rù Rì. Thì mấy ngày nay Vũng Tàu đang trang trí Tết cũng như là chuẩn bị không khí chuẩn bị Tết cũng rất là nhộn nhịp các tuyến đường luôn, đặc biệt là những cái khu chợ và khu vực mua sắm. Người ta thường mua sắm hoa và một vài các cái vật dụng và món ăn, hoặc là thường thường nó sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tức là đầu năm mới thì cái gì cũng phải mới. Nhưng mà có những cái trong nhà cũng cũ hoài, không có mới được, không phải giữ rồi. Đây với các bạn là mình đi cung này, mình sẽ đi ngang cái bến tàu ngầm cũ như các bạn. Giờ này ông mặt trời cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Mình nhìn về cuộc cỡ núi lớn. Biển cho mát mát, khí cuối tuần nữa đông vui. Chuẩn bị đón Tết, chuẩn bị lên đèn rồi. Có một cái tiểu cảnh, khu vực một cái tiểu cảnh giống như ở ngoài Hội An như các bạn trang trí, nên là rất nhiều những cái người mẫu chọn địa điểm chụp ảnh. Wow, thì đi tiếp ở khu vực ở hướng về đèo Rụt, hướng về khu vực ở cái bến Rù Rì. Giờ đây ông mặt trời bị đi ngủ rồi các bạn.
Dạ, cuối tuần thì cung đường này rất là nhộn nhịp. Bên tay phải là đang trang trí Tết nha các bạn, trang trí chủ đề để đón xuân Kỷ Hợi. Ở đây như các bạn nào ta ở xa Vũng Tàu, ta không có dịp trực tiếp đi dạo Vũng Tàu thì có thể đi dạo qua video đỡ, đi city tour Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, thành phố biển, nên cái không khí đi ngoài đường lúc nào cũng có gió mát mát. Giờ này bắt đầu mát mát, cảm thấy nó hơi là lạnh. Đặc trưng là cứ chiều chiều cứ hai xách cái xe chạy dạo biển thôi, có xe gì xách xe đó, không mình cứ đi bộ cũng được, đi xe máy, xe ô tô, xe đạp cũng thấy, thì đi bộ rất là thú vị. Chiều mà ngày nào thời tiết mà nóng quá, chiều ra đây ngồi hóng gió như các bạn, thường thường là không khí thoáng đãng là ta rất là thích. Mặc dù cái đó là cái mà đôi khi là không ai nói ra nhưng mà ai cũng đi tìm hết á. Đây như các bạn, tìm đi tiếp đi ngang một cái cáp treo nè, ở khu bên tay trái là khu Bù Rì. Chỗ này đi một đoạn nữa là đến hướng về khu vực ở cái Bãi Dâu à. Giờ này ông mặt trời đi ngủ rồi, đã trốn sau những cái hang mây. Dạ, hướng này đi tiếp là sẽ xuống cái dốc khu vực ở cái resort Lan Rừng, cũng như là như các bạn ta sẽ đi về cái hướng Gành Hào. Nhà hàng biển Gành Hào nha các bạn. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo. Mình chúc các bạn rất là nhiều.